Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Christine Nguyễn Finland của mình. Bây giờ mình sẽ đi bán chả giò và gỏi cuốn. Vlogger sắp nổi tiếng ở Phần Lan. Đây là cầu Pahali, là chỗ mình sẽ bán. Hôm nay mình sẽ bán hàng ở đây, trong một cái kiosk ở trong cái siêu thị. Hôm nay thì hai chị em mình sẽ bán chỉ có chả giò và gỏi cuốn thôi. Chả giò là có vegan, là đồ vegetarian, là đồ chỉ đồ cháy nè. Rồi có gà hoặc là thịt heo như bình thường. Còn đây là gỏi cuốn tôm thịt. Bên này là gỏi cuốn cháy. Có sauce. Menu này là ngày hôm nay thì cửa hàng người ta bán giày dép. Rồi bên đây là bán hoa. Cửa hàng này là gì đấy, cắt tóc à, nhưng mà cắt tóc gối đầu. Để mình đi một vòng cho mọi người xem. Một vòng cho mọi người xem ở đây họ sẽ có. Đây bán đồ ăn trưa. Không. Đây bán rau củ quả. Bên này là nhà hàng bán đồ ăn trưa và đây là bán cá. Wow, con tôm hùm này. Đây mình thấy có tôm hùm, có bán thịt nhưng mà hôm nay rất là ít. Thì là có bán bánh mì. Ông nhà Noel. Và đây là cửa hàng quay trở lại. Bây giờ mấy chị em mình sẽ ăn trưa. Mình đã đi mua sushi ở gần đó. Đây là sushi nè. Rồi gỏi cuốn của mình làm và chả giò của mình làm. Bên này cũng là sushi mình mua luôn. Ngon lắm. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy vui thì hãy ấn nút thích và theo dõi kênh của mình nhé.